Đây cả nhà ơi, thì Đây. chú Bảy rút xuống nha. Ồ, cục mực khá là êm, lít rưỡi nha. Đây. Ok, chào mừng các anh em đã trở lại với kênh của Hiếu Chuột Vlog nha. Thì hôm nay thì Hiếu vẫn tiếp tục đi săn bắt ong nha cả nhà. Thì Hiếu cũng xin gửi lời chúc sức khỏe anh cô dì chú bác gần xa và các anh em đồng nghiệp nha. Thì hôm nay thì Hiếu cũng vẫn tiếp tục đi săn bắt ong. Thì vô tới đây thì Hiếu cũng phát hiện được một tổ ong nha cả nhà. Thì bây giờ thì Hiếu sẽ review cho cả nhà xem. Đây. Đây cái nhà ấy. Thì chú Bảy đang làm nút cho Hiếu đang leo lên nha cả nhà. Đây chú Bảy đây cả nhà. Đó. Thì cái ong này thì nó đóng trên cái cây bần nha cả nhà. Đó, cây cũng khá là bự nha. Đó, lên trên đây mới thấy được đó nha. Đấy, cho ông trình bình cho nó cả nhà đó. Khá là im luôn. Cây cũng khá là bự luôn. Đấy. Thì tổ cũng bự cho bá luôn mà không biết mặt miết nha thế nào nha. Bây giờ để Hiếu để tiếp Hiếu sẽ leo lên review cho cả nhà xem. Giờ mời cô dì chú bác và các anh em đồng nghiệp cùng theo dõi nha. Ok, giờ thì Hiếu sẽ xuống thao tác tiếp leo nha. Cây này biết có khó leo hay không nha. Quan trọng nó dễ leo một chút cũng đỡ. Hiếu bạn với cái tàu. Là quẹt cái điện thoại đó nha, để hút được nó cũng bự đây, thường có nhánh nhỏ nhỏ này nha, lên đây chả luôn có nhánh. Giờ Hiếu sẽ theo đường đi thao tác bắt nha. Trường đi rồi.
Có rung lắc thì cái nhà không cảm nha. Không còn chở nữa bây giờ. Khá là mệt. Cái dưới nó bự quá. Ngừng gió giùm con chút cho người. Nó là cây, cây leo cây bự khá là khuyên. Ông cũng lông vậy trời. Gió quá. Con không bự. Nhất thiết thiệt nè. Có mệt hay không? Ồ, có một ít kia rồi. Đấy. Một một chấm voi vậy ta. Đây à. Đây. Đó, đẹp nha. Đấy. Bò ra ngoài như vậy nha các nha. Đó, thân cây còn ở trong á. Bò ra ngoài. Đấy. Rồi giờ thì tao cắt không cắt nha các nhà. Đó quá. Mùa mưa chung là bắt mót rồi, cục bật mùa mưa yếu lắm. Ôi trời, dao rất đông kêu rồi. Mà nó tới nữa thì chứ ướt rồi, rớt dao lên rồi, cảm nè. Chung là như vậy nó tạm ổn này. Chứ không có dao mà. Sĩ nữa rất chi ít. Khó ăn quá thằng nhà ơi.
mực cũng mực. Một bông dừa hay gì đó lòm nè. Nó rất được cái này. Không được đâu, nhẹ quá. Đâm dở ra con hai ra tới cái này nó rồi ông bù mình quá trời đi nè, chết giờ mình xuống rồi. Thôi là do mày dễ cắt cái không thôi là hư ông luôn. Ông hung nữa. Được cái nhà ông buồn quá. Ok cả nhà ơi, thì lời tới đây thì Hiếu cũng phát hiện được một tổ ong nữa nha. Nhưng mà Hiếu leo nãy giờ leo mấy cây cao á, mệt đó cả nhà. Thì cho ông bảy leo cả nhà ơi, vô cái thung lũng à, nguyên cái thung lũng luôn nè. Đó, rừng gặp người ta bỏ hoang á, lâu quá cả nhà đó. Nguyên cái thung lũng luôn nè, vòng vòng toàn thung lũng nè. Đó, đứng giữa đây luôn, vô cái guồng guồng trong mấy cái lùm này nữa cả nhà. Xong mới phát hiện nhìn qua đó khá là giật giò luôn. Ong bự lắm nhưng mà không có thấy phì nhiều nha cả nhà. Thì ông Bảy đang leo tới đó đó cả nhà. Chùi dây leo không cho nên là Hiếu không có quay được nữa nha.
dài dài đây nè, dây leo không à. Đó, và dây mây khó lắm, cho nên là không có hiểu không là quy cho chú bảy lên bắt cái nhà, hiểu quay cho cái nhà xem đó. Đó, trời bự ghê đó không, đó, khủng long luôn. Vậy hồi chú bảy leo lên tới chỗ này Hiếu sẽ quay thêm nha cả nhà, để thôi lâu lắm dây leo không à, chú bảy đang leo thôi Đây nha, nè. chú bảy đang mồi đuốc rồi kìa. Đó, ngồi chỗ này đấy, quá trời dây leo khúc dưới rồi cả nhà, lùm chui vô mới được. Thì có camera leo không quay được. Đợi sáng giờ Hiếu leo vô cái khu này cây bự không à, leo đuối luôn cái nhà, đuối hết trò luôn, leo mấy cây là khô khô không à, không có mật nhiều nữa. Thì Hiếu sẽ review gì đi, rồi có gì còn có mật thì Hiếu chia sẻ cho cả nhà xem biết sao giờ. Đó, thì nhà thấy khói chưa, nó lên khói rồi đó. Đó. Cây này cũng dễ leo nhưng mà tại ba cái dây leo nè cả nhà, bu bu hết trơn. Mà trên thì nó trống, đó trên nó cũng có một cục dây leo nó đắt nha, nhưng mà gần tới ông thì nó trống đỡ một tí. Ồ, ông bay ra kìa, đúng rồi. Ồ, ông nó túa ra bầu trời này luôn à, quá trời ông bay ra cái nhà. Biết có mật hay không nữa cái nhà ơi. Cục mật. Hồi một hồi nữa chú bảy xuống Hiếu sẽ review cục mật cho cả nhà xem nha. Ổng bay qua quá trời cái nhà. Xuống đây bay vòng vòng từ lưa thôi. Cục mật chấm voi luôn. Đã ghê không? Đây cái nhà thì chú bảy rút xuống nè. Ồ, cục mật khá là êm. Lít rưỡi nha. Đây. Tiếc quá trời luôn, em leo không được. Con leo nãy quẹt camera không à, ở dưới leo không à, Dưới nhúm ra hả, lấy chết rồi. Đã như vậy. Dễ ha. Ừ. Rồi cục mật Cái chữ chứ không chắc vàng, không hơn. vàng kinh luôn, đấm roi luôn. Đó. Thì sáng thì Hiếu cũng leo bắt cái cây mấy cây nữa rồi leo lên nè, cục mật lớn nữa nha. Đó. Thì review cho cái nhà xem luôn, thì nguyên ngày đây. Sáng giờ Sáng giờ hai chú cháu đây còn cục Hiếu leo bắt cái cây quá trời vậy, bốn năm bốn cục luôn rồi nè. Đây quay được cục mặt này nè, đây nha, cây 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 bần hồi sáng nè, leo muốn chết luôn, mệt rớt dao nữa. Còn cái cây này cũng chú bảy leo nè, hồi không quay tổ này thì chú bảy cũng leo luôn nữa. Quốc này Hiếu leo nữa nha, tại vì Hiếu quay tổ cũ. Ok, rồi cây cục này chú bảy mới leo nãy luôn đó, khá là im quá rồi, quá chừng rồi. Thôi trời cũng chiều rồi thấy được luôn, chiều mình nữa. Đó, hoàng hôn đã lặn xuống rồi. Thôi thì Hiếu cũng xin úp video tại đây. Hẹn gặp lại cái nhà những cái video tiếp theo. Chào cái nhà luôn vậy. Chào nhà. Rồi Hiếu cũng xin chào tạm biệt cái nhà và hẹn gặp lại những cái clip tiếp theo.